Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi làm món xoài dầm. Đây là rổ xoài của mình này. Mình mua về mình ăn. Giờ mình đi làm xoài dầm xem nó có ngon không, bằng mình ăn đi mua không. Đây là ớt. Mình cho ớt này thôi. Hết súp rồi. Chẳng có súp, hết mất súp à. Mình sẽ tìm quả nào và sạch xanh xanh đây. Nó hơi chua chua rốt rốt này, nên ra là dầm ăn rất là, món này rất là ngon nhé, rất là dễ ăn nhé, ai cũng thích ăn. Ngay rảnh rỗi buồn ở nhà không có gì ăn, quay ra làm món này ăn. Tự làm đấy thì đỡ phải mất tiền mua, thì mua mỗi xoài về làm thôi nhé. Mua kia thì 10.000 được một cốc bé bé. Đi về mình tự làm đấy mình ăn. Tí mình để tủ lạnh ăn cho nó mát. Chơi hẳn bắt ô tô nhỉ. Ăn cho nó được bõ. Hạt nhỏ lắm các bạn. Hạt mỏng dính rồi. Thái nó mỏng mỏng đi nhá. Miếng nó bé bé thì ăn cho nó dễ. Làm cả nữa. Chuẩn bị hẳn một rổ cho oai rồi đấy. Nhưng chỉ làm hai quả thôi chắc là ăn. Đến đâu làm đấy này. Nó giòn, để lâu chắc nó không giòn. Rồi nó bắt đầu là chỉ đến mùa xoài chua nữa.
hết cái súp rồi. Hết mất súp rồi. Không có ít. Chất đường. Cho ớt kia nhưng mà cho ớt này cho đỡ cay, ngon được cay. Hay ăn có đem ra hết cả ớt này. Sao còn hết thì vứt nọ đi. Các bạn thấy chưa? Tự làm đấy. Tự làm món xoài dần tại nhà vậy. Mình để đây mình chọc đều cho nó đều lên. Cho tí súp vào, muối mặn mặn, xong rồi là cho ớt, cho tí đường vào. Thế giờ mình ngồi mình thưởng thức. Mọi người nhìn thấy chưa? Ngồi mình ăn. Ngon lắm. Mà cay lắm. Không ăn được ớt. Cay cay chua chua ngọt ngọt. Ăn ngon lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Chua, có vị chua chua của xoài, ngọt ngọt của đường, mặn mặn của muối và cay cay của ớt. Thả nào thanh niên thích ăn. Mình già rồi còn thích ăn thanh niên. Ăn hết cái bát này. Ngon lắm. Các bạn thấy chưa? Cho cái tương ớt này thì nó không cay bằng cái ớt chay xay kia, chay xay ớt, ớt tươi, ớt tươi người ta xay ra đấy. Thì ớt thì cay lắm. Chắc ăn chỉ hơn chấn nước mắt chảy thôi, nó là xịt xoa đấy. Nước này ớt này mà còn xịt xoa nữa, ớt kia thì xịt xoa. Ừ.
Cái này chỉ ăn vào mùa đông thì hợp. Chứ giờ chuẩn bị nóng rồi nên ăn cái này nóng lắm. Cay. Cay á. Các bạn thấy thèm không? Ngon không? Thèm lắm nhỉ? Thôi nhá. Xin chào các bạn nha.